Trước khi vào video, các bạn hãy bỏ ra 2 giây để đăng ký kênh và nếu như các bạn thấy hay hãy cho mình một like. Tuy rằng các bạn chỉ bỏ ra 2 giây bấm nút đăng ký nhưng đối với mình nó là một nguồn động lực để mình cố gắng ra thật nhiều video hay cho các bạn xem. Khoảng vài thập kỷ trước con người đang chiến đấu với một loài sinh vật xâm lược được gọi là Ân Cao, đứng trước nguy cơ diệt vong nên tất cả trẻ em được đưa vào trạng thái ngủ đông. Sau khi tỉnh dậy, những đứa trẻ sẽ sở hữu những sức mạnh siêu nhiên của riêng mình được gọi là thế giới. Những đứa trẻ này có trách nhiệm là bảo vệ thế giới khỏi xâm lược của Ân Cao. Nam chính của chúng ta là Ichiza cậu cậu lao đến tấn công lũ ân cao với sức mạnh của người đứng top 4 thế giới nên lũ ân cao dễ dàng bị đè bẹp. Cậu còn có một người chị nữa là Kanna, cô lúc nào cũng lo lắng cho Ichiza, nhưng vì không thể bay nên cô đã bất cảnh té xuống biển vậy là mất công Ichiza đợi cô tắm. Tuy nói Kanna là chị nhưng hai người cùng tuổi với nhau nhưng được sinh ra trước nên cô tự quyết định vậy. Hai người đã vào trung tâm thành phố, ở đây họ phải quét mã cót ở sau cổ để xác minh danh tính. Khi vào bên trong căn phòng thì hai người đã được khen ngợi vì đã tiêu diệt một đám ân cao nhưng lại bị cậu bạn Kasumi khịa vì đám đó ai cũng có thể tiêu diệt. Cậu ta là kỳ phùng độc thủ của Ichaza, tuy xếp ở hạng 200 nhưng lại có thể ở đội anh hùng. Hai tên bắt đầu khịa nhau thì đột nhiên đội trưởng Asanagi đến giải vây hai người. Kozunagi thông báo thứ hạng hiện tại của mỗi người. Khi hai người ngồi nói chuyện với nhau thì Ichiza đã nhớ lại về trận chiến diệt phong năm xưa. Nó như gánh nặng trên người cậu và cậu hứa sẽ bảo vệ nhân loại bằng thế giới của mình. Lúc này thông báo vang lên rằng có một số lượng lớn ân cao xuất hiện ở phía nam vùng biển Aqualin và mọi người sẽ tham gia đánh chặn vì thấy đi bộ quá lâu nên Ichiza đã dẫn Kanna bay cùng cho nhanh khiến cô sợ xanh mặt vì là đội trưởng nên cậu phải thông báo cho những thành viên khác mộ tiếng những năm nhất sẽ chiến đấu ở trên mặt đất lúc này học viện Chiba cũng đến viện trợ vì số lượng ân cao quá lớn đội của Hime và Hotazu sẽ chiến đấu ở trên bong tàu những cánh cổng bắt đầu mở ra thế giới của Kanna là hồi phục khi cô cất tiếng hát thì những đồng đội sẽ được hồi phục và tăng sức mạnh thế nên Ichiza thỏa sức tung hoành thế giới của Asuha là dùng hai khẩu súng tấn công lũ ân cao, còn của Kasumi là có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất nên cậu rất phù hợp để bắn tỉa. Ở bên bong tàu lúc này xuất hiện những ân cao khổng lồ, họ ta du sửa dùng đường kiếm nhẹ nhàng của mình tiêu diệt những con nhỏ xung quanh, còn con lớn thì Hime với một nhát chém đã khiến chúng tan biến. Tuy vậy nhưng tình hình lúc này không mấy khả quan, vì kẻ địch quá yếu nên nội bộ bắt đầu tranh giành nhau để kiếm điểm thăng hạng. Hime rất ngây ngô nên không suy nghĩ đến việc đó vì để cho nhanh gọn nên Hime sẽ tung hết sức và nhát chém khi biết tin đó mọi người sợ hãi mà chạy xa ra. Lưỡi kiếm của Hime hóa khổng lồ Kana may mà được Ichiza kéo bay đi. Tuy giải quyết nhanh gọn nhưng Hime hơi ngốc lại chém gãy kiến trúc Aquali và thế là cả nhóm đã bị đội trưởng mắng một trận. Vì đã phá hỏng một nửa kiến trúc của Aqualine nên khoa kỹ thuật đang sửa chữa lại. Nhưng có tin đồn về một ân cao bí ẩn không xác định xuất hiện ở bờ biển đó khiến cho mọi người hoảng sợ mà không thể sửa chữa được thế nên khoa anh hùng phải đến giúp đỡ sửa chữa và để tiêu diệt ân cao khi đến nơi ba người lao vào chửi nhau khi Kanna cố gắng khuyên nhủ thì cô lại trở thành trò cười cho mọi người họ quyết định sẽ chia thành nhóm ba người đi giúp đỡ sửa chữa Kanna, asuha và hime là một đội sẽ phị giúp sửa chữa cây cầu ba người còn lại sẽ sửa chữa đường hầm với sức mạnh khổng lồ nên hime đã nâng hết đống thép lên còn asuha dùng súng của mình để hàn lại ở trong đường hầm Ichiza bắt đầu khoe ra năng lực mới của mình nhưng đã bị Kasumi khịa vì quả tên nghe quá củ chuối hai tên lao vào cửi nhau nhưng đã bị ho ta du ngăn lại vì cô muốn hoàn tất sớm công việc để gặp hime và cô là người nghiện hime thế là sau khi làm việc vất vả tất cả mọi người đã được học viện kanagawa đãi một bữa ăn ở đây họ gặp được cô gái oi mà họ từng quen tuy đã gặp 8 lần nhưng ichiza mãi không nhớ cô là ai nên đã bị kasumi tống khăn nóng vào mặt sau khi nghỉ ngơi xong thì khoa anh hùng mới bắt đầu công việc của mình thế giới của oi là trình chiếu lại những gì cô nhìn thấy và ichiza đã thấy cảnh cô hôn cùng một bạn nam khiến cậu như trải nghiệm thật Lúc này ở trong ký ức của Oi, cậu nhìn thấy một ân cao đang lấp ló ở ngoài bờ biển, và cả nhóm sẽ cùng lặn xuống để giết con ân cao đó. Nhưng vì Kana và Kasumi không biết bơi nên đành ở trên bờ. Mấy người đã tìm một hồi, nhưng ở dưới biển vắng tênh không có một thứ gì. Kasumi vì muốn giúp chút sức nên đã lắng nghe dao động của nước biển và tìm ra ân cao. Khi Asuha đang bơi thì ân cao bắt đầu lộ diện. Kasumi bảo Ichiza ném một hòn đá xuống nước và dựa vào độ vang của hòn đá nên cậu đã xác định được vị trí của con ân cao. Asuha lúc này đang bị con ân cao tấn công bất ngờ nên cô không kịp phản ứng. May mà Kasumi đã dương súng bắn chuẩn trúng vào con ân cao khiến nó biến mất. Ichiza rất bất ngờ với thế giới của Kasumi rồi bảo cậu hãy nghiêm túc với mọi việc hơn. Hôm ấy đội của Ichiza có một trận chiến nhưng cậu đã đi thăm thành viên trong đội ở trong viện. Bởi vì cậu ta bị thương không thể hồi phục nên sẽ về quê cùng cha mẹ, Ichiza đã tận tâm chọn quà cho cậu bạn kia. Nhưng lúc đi về thì cậu lại vô tình đánh rơi quyển sách những bộ JAV hay khiến cậu bề mặt. Khi ở vùng biển, cả nhóm thấy cũng không có nhiều ân cao lắm nên có thể dễ dàng xử lý. Nhưng đột nhiên một ân cao khổng lồ dưới mặt nước xuất hiện. Đó là một chủng ân cao mới xuất hiện lớp vỏ của nó vô cùng cứng nên hiện tại chưa ai có thể phá được nó. Bởi vì Ichiza là đội trưởng nhưng cậu không tham gia chỉ huy trận này nên đã bị chỉ trích. Kanna thấy cậu đang bị nói như vậy nên đã cố gắng giảng hòa và bảo mọi người hợp lực lại. Đội trưởng đã thông báo rằng ba học viện sẽ cùng nhau hợp lực lại đánh bại ân cao tối hôm đó khi những thành viên trong đội đang trách Ichiza vụ cậu không đến nhưng đúng lúc cậu bạn bị thương kia xuất hiện và mọi người cũng hiểu ra. Ichiza bên này vì trọng trách đội trưởng đè lên vai cậu nên cậu đã định sẽ một mình giải quyết ân cao kia. Khi Kanna đến thì cậu đã rời đi mất. Cô đã lập tức chạy đến báo cho các thành viên và những người bạn để nhờ sự giúp đỡ. Ichiza khi đến nơi thì không thấy hình bóng gì thế là cậu sử dụng những quả cầu của mình triệu hồi ra sấm sét đánh vào mặt biển. Ngay sau đó những ân cao trốn dưới mặt nước bắt đầu nổi lên cậu đã dễ dàng xử lý hết đám ân cao nhỏ đội trưởng khi biết tin cậu đang combat một mình thì vô cùng tức giận ông khi ichiza đang được mọi người khen ngợi thì cậu đã tiêu diệt hết đám ân cao thì một ân cao khổng lồ xuất hiện khi ichiza lao lên thì bị một luồng sáng hủy diệt tấn công nhưng vì sức mạnh của lá chắn nên cậu không hề hấn gì những đồng đội cũng bắt đầu hành động hỗ trợ kanna cũng sử dụng thế giới của mình hát lên tiếp thêm sức mạnh cho những đồng đội cả nhóm đã tiêu diệt được rất nhiều ân cao nhưng số lượng quá lớn nên họ phải họp lại Ichiza bảo Kanna hãy chuyển sức mạnh cho cậu và sức mạnh còn lại hãy bảo vệ bản thân mình, nhờ có sự hỗ trợ của Kanna nên cậu đã đỡ được đón tấn công, nhưng như thế vẫn chưa đủ để đỡ lại, nhưng đột nhiên Kanna đã bị tấn công khiến cho sự hỗ trợ của cô biến tay mà Ichiza đã thoát ra được. Sau đó rất nhiều tia sáng hủy diệt hướng về phía họ khiến cho cả đội bị thương, ân cao tòa tháp lúc đầu này đã tiến hóa thành ân cao có hình mái vòm siêu to siêu khổng lồ, nên Ichiza ngay lập tức bảo mọi người rút lui. Bình minh đã lên đội của họ phải tạm rút lui vào một trụ sở gần đó. Ichiza luôn tự trách bản thân mình đã quá ngạo mạn khiến mọi người gặp nguy hiểm. Khi ân cao sắp tấn công thì Hime và Hotazu đã đến cô chém cho con ân cao một cái nhưng không ăn thua. Kasumi và Asuha cũng đã đến viện trợ. Khi thấy Ichiza như thằng đần ngồi nói một mình thì cậu đã kéo áo cậu lên và bảo tự trách thì hãy để sau. Sau đó cậu lôi ra một khẩu pháo khói bắn trên đường xe phụ trợ chạy để cho đám ân cao khỏi tấn công. Sau khi rút về trụ sở Ichiza đã bị Asanagi gọi lên. Tuy là đội trưởng chỉ gọi mình cậu nhưng tất cả thành viên đều muốn hóng chuyện mà có mặt asanagi bắt đầu hỏi tội ichiza vì đã làm trái mệnh lệnh cả ba trường sẽ tấn công vào bình minh mà cậu lại một mình tự đi đánh ichiza nói sẽ nhận hết tất cả mọi chuyện nhưng đã bị đội trưởng tắt một cái sau một hồi suy nghĩ thì ichiza đã hiểu ra và cậu nói cùng mọi người chiến đấu tiêu diệt ân cao để trả thù cho kana nghe được những điều đó thì đội trưởng đã vui vẻ trở lại ngay lập tức ba trường đã bắt đầu chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho trận chiến Chiều hôm đó Ichiza đã nhờ Oi chăm giúp Kana và điều bất ngờ là cậu vẫn nhớ tên của Oi. Ichiza đã nói muốn mượn sức mạnh của mọi người khiến ai nấy đều bất ngờ. Cậu bắt đầu nói ra kế hoạch. Chiba sẽ chặn những ân cao lại, Kanagawa sẽ lại gần và tiêu diệt nó còn Tokyo sẽ lo đám ân cao ở trên không. Bởi vì lớp vỏ của con ân cao rất dày nên đế cả nhát chém của Hime mẹ cũng không hề hấn gì nên họ cần có một kế hoạch thật tỉ mỉ. Kana ở trong bệnh viện cũng đã tỉnh dậy khi biết mọi người đang chiến đấu thì cũng muốn tham gia oi đang cố ngăn cô lại nhưng quyết tâm của Kanna rất lớn lúc này những đồng đội đang nằm viện đã hồi phục họ sẽ cùng đi hỗ trợ tiêu diệt thân cao khi còn ân cao siêu to khổng lồ bắn laser thì đội của Ichiza đã tách ra và sau đó hợp lại tấn công lũ ân cao nhỏ. Kasumi bên này đã kích hoạt công tác khiến tàu điện của đội họ xoay thẳng ra biển để có thể dễ dàng bắn khiến cho những thành viên chóng hết cả mặt. Tàu ngầm của đội Hime lúc này cũng đã nổi lên. Những thành viên cầm giáo đâm liên tục vào con ân cao còn Hime tung hết sức cho một nhát chém khiến nó bị một vết thương lớn và nó đang chạy trốn những thành viên của Ichiza cũng đã tới. Họ sẽ cầm chân con ân cao lại. Kanna bắt đầu sử dụng thế giới của mình hồi phục sức mạnh cho mọi người. Ichiza lao đến kéo Hime bay đi cậu nói sẽ chuyển sức mạnh của mình cho cô và sẽ băm con ân cao ra. Cậu đã truyền sức mạnh những quả cầu và thanh kiếm Hime đã chém nó khiến con ân cao nổ tung. Chiến thắng đã đến bên mọi người Ichiza đã dòng Kanna về căn cứ trước và cậu cảm ơn cô về tất cả mọi việc khiến Kanna rất vui. Khi cậu đang định tỏ tình thì một ân cao xuất hiện nuốt trưởng lấy Kanna sau khi Kanna bị nuốt trưởng thì ichiza như tới vào tận cùng của tuyệt vọng quay lại quá khứ khi người thân của hime mất tuy cô bên ngoài nhìn rất mạnh mẽ nhưng thật ra cô đang rất đau lòng bởi vì tường tokyo đã mất rất nhiều thành viên nên giờ đội trưởng đã nhờ trường kanagawa và chiba cùng hỗ trợ cho tokyo khi kasumi hỏi về loại của ân cao kia thì bên phía đội trưởng đang điều tra nên cậu từ chối đi đánh vì nếu giờ lao vào chiến đấu thì không khác gì tự tìm lương chết khi mọi người đang mệt mỏi làm việc vì cái chết của kana thì hime và kiyota đã đá cánh của phòng để vào Hime sẽ làm đội trưởng tạm thời của họ cô cố gắng thay đổi không khí chán nản của trường Tokyo bằng cách thay đổi cách ăn mặc. Khi Hime đang diễn thuyết thì những thành viên Tokyo đang buồn giàu việc thuyền phó bị giết còn đội trưởng không thể chiến đấu. Khi hai người đến thăm Ichiza thì cậu như người mất hồn ngồi ở trong góc phòng cậu nói sẽ rời khỏi chiến tuyến và không chiến đấu nữa. Hime đã hỏi lại bình thường cậu đều nói sẽ cứu rỗi lấy thế giới. Nghe vậy Ichiza cười lên và nói cứu thế giới thì cậu sẽ được cái gì? Hime đã quát cậu và hỏi nếu có người chết thì cậu sẽ như vậy sao? sau khi rời đi Hotaru đã bảo Hime hãy cứ chút hết nỗi lòng đi thì Hime mới chạy đến khóc thật to. Tuy cô có sức mạnh nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối. Kasumi tuy ngoài mặt thì không muốn nhưng vẫn đến phòng Ichiza khỉa cậu rồi kéo cậu đi. Ở à lúc này đã được đội trưởng thay đổi mã cót nhưng không biết vì mục đích gì. Hotaru vì thấy rất kỳ lạ vì những người gặp nạn đều là những thành viên đến sau nên cô định điều tra. khi cô hỏi Aoi thì cô định nói gì đó rồi lại thôi. Hotaru đã dẫn Aoi đến khu vực cấm để điều tra. Kasumi bên này đã dẫn Ichiza đến nơi trường cậu chiến đấu lúc này đám ân cao bắt đầu xuất hiện khi Hime đang cố động viên mọi người thì bầu trời đột nhiên hóa đỏ cùng với tiếng sấm những ân cao bắt đầu xuất hiện điều kỳ lạ lừ mã cót trên cổ các học sinh bắt đầu sáng lên Hotazu và Aoi lúc này đang đi trên đường vào khu vực cấm thì một ân cao loại mới từ trên trời bay xuống nhưng đã bị Hotazu chém đứt bầu trời hóa đỏ nên lập tức trở về ở bên phía Tokyo lúc này một ân cao hình dạng cá đuối xuất hiện mã cót trên cổ họ phát sáng và đột nhiên những ân cao từ trên trời rơi xuống nuốt chửng những người đó con ân cao cá đuối vẫn đang xả những ân cao nuốt chửng xuống cảnh tượng trông như tận thế đã tới khi cô gái sắp bị nuốt chửng thì hime và những đồng đội đã chém đứt con ân cao chỉ với một câu nói khiến cho tinh thần của mọi người được nâng cao bên phía chiba lúc này ichiza nổi điên lên cậu giải phóng sức mạnh và nói nếu không thể bảo vệ thế giới thì sẽ hủy diệt nó thế là cậu lao lên đấm một đấm khiến cho mặt nước tách ra bắn tung tóe lên trời vì tokyo hiện tại đang thất thủ nên hai người phải đến hỗ trợ hota dù lúc này cô đã đứng lên để ngẫn chiến với đám ân cao khi xe tiến lại gần chỉ với một nhát chém đám đó đã bị xử lý Hime lúc này cũng đang thất thủ vì ân cao ngày càng nhiều mà chỉ với ba người họ không thể chống lại nổi. Ai lúc này chạy đến thông báo ba người hãy lên tàu nhưng Hime đã ôm lấy cô và nói cố như người mẹ của họ rồi bảo cô rời đi trước. Sau khi tiện IG và đưa kỷ vật của mình cho cô thì chuyến tàu đã rời đi. IG ở trên tàu nhái lại khi Hime vừa thúc tình sức mạnh thì đã phá hỏng bức tường. Sức mạnh của cô có thể quét sạch thế giới nên đội trưởng đã mời cô đến Kanagawa làm việc. Sau đó Hime đã yêu cầu đến ngôi nhà trước kia của cô ở đây có một bức ảnh ông của Hime. Ông từng là một quân nhân bảo vệ người dân mà hy sinh, vì thế Hime sẽ giống như ông mình sau đó cô khoác áo choàng của ông cô lên trông giống như một anh hùng. Quay lại thực tại khi ba người đang chiến thì những thành viên Tokyo đang bị giết dần. Thế là cô ra lệnh cho mọi người bắt chuyến tàu cuối cùng để chút lui. Còn cô sẽ ở lại cầm chân và đợi Hotazu. Khi Hime lao lên tấn công vì lơ là nên cô đã bị nhiều con ân cao ăn thịt lao đến kẹp chặt. Cô đã đá đít hết bọn chúng sau đó tức giận tung hết sức mạnh chém gãy cảnh con ân cao khổng lồ khi thấy những ân cao đang đuổi theo chuyến tàu thì coi đã hia thanh gươm của mình khiến chúng nổ tan tành những người bạn lúc này đã đến và định đưa Hime đi cùng nhưng cô đã quyết định ở lại hy sinh để cầm chân lũ ân cao nếu không thì chúng sẽ đuổi kịp theo chuyến tàu khung cảnh như tuyệt vọng những ân cao loại mới có thể đứng hai chân rơi xuống bao vây Hime. tuy vậy cô vẫn mỉm cười để chiến đấu trên bầu trời lúc này xuất hiện một lỗ hỗ gầu vàng kasumi và asuha lúc này đang lái mô tô hỗ trợ đến bởi vì bị một đám ân cao bao vậy nên Asuha đã bắn những tảng đá hóa băng rồi lái thẳng lên trên khiến cho Kasumi một phen hú vía. Khi một con ân cao xuất hiện, Kasumi đã dễ dàng xử đẹp nó nhưng điều không ngờ là con ân cao đã bắn vào điểm nối của chiếc mô tô khiến nó bị tách ra làm hai. Hotaru bên này đã kể về ký ức của mình. Trong thời gian ngủ đông cô đã gặp phải sự cố nên cô đã đánh mất chính mình. Sau đó cô trở thành một mật vụ ở cục quản lý trở lại. Hiện tại khi hai người đang trên đường thì gặp Lazumi đang bắt xe nhờ quá giang. Vì nếu dừng lại sẽ không kịp giờ nên Hotaru đã đặt mạnh chân ga chạy đi và được Aoi kéo lên nên mới an toàn đi cùng. Ở trong trung tâm điều khiển vì đám ân cao đã khá vỡ tầng bình lưu để vài đường trên trời nên cần đến 1.200 giây để đóng tầng bảo vệ lại. nhiên Kasumi bảo cô dừng xe lại vì câu đã có cách đưa cô đến chỗ Hime nhanh nhất. Sau khi biết được vị trí của Asuha thì Kasumi đưa ra kế hoạch. Ở chỗ của Hime lúc này con ân cao chúa bắt đầu hút lấy sức mạnh của cô, kế hoạch của Kasumi bắt đầu khi cây cầu lên Asuha đã bắn đạn băng để giữ thăng bằng cho cây cầu để Hotaru chạy lên. Thế giới của cô chính là có thể chạm vào những thứ gì mình thấy nên cô đã dẫm lên đám ân cao bị Asuha đóng băng. Sau đó, Asuha bắn ra viên đạn băng rồi Kasumi bắn ra một đường đạn khiến nó đóng băng tạo thành một con đường đến chỗ của Hime. Hime bên này vì bị hút sức mạnh nên đang yếu đi. Đột nhiên mã cót sau cổ cô bắt đầu bị nhiễu điện khiến cô như mất đi ý thức khi còn ân cao nắm lấy đầu cô thì tay nó đã bị đứt ngay sau đó với một đường kiếm chúng đã bị tiêu diệt và hime đã được hotazu cứu thoát hotazu ở trên sân thượng quẩy rất nhiệt cô đã chém hết đám ân cao lá chắn bảo vệ lúc này sắp đóng lại thì đám ân cao thi nhau thoát ra khi chỉ còn đến con cuối cùng thì hime đã ngăn cô lại sau đó bóp nát mã cót của hotazu khiến cô nhận ra điều gì đó nhìn từ ống kính kasumi đã nhìn thấy ám hiệu cuối cùng của hotazu sau đó cô chém một nhát khiến ống kính của cậu dạ nước và hai người đã biến mất sau trận chiến hôm đó có tổng cộng 219 người bị thương còn số người chết và mất tích thì chưa nắm rõ. Bên thiệt hại nặng nề nhất chính là Kanagawa vì cả hai người giỏi nhất đội đều mất tích. Vậy nên Aoi sẽ tạm thời điều hành bên đó. Còn về phía Tokyo thì đội trưởng đã nhờ Asuha điều hành bên đó dùm nhưng Kasumi đã từ chối vì không muốn em gái mình là một vật thay thế. Lúc này bà cô bên cạnh nói tổng bộ đã ra lệnh cho Asuka vào đất liền vì sau đó bà cô gọi Asuha đến để nói chuyện riêng. Cô hỏi Asuha không muốn đi có phải là vì Kasumi khiến cô bối rối. Cốt đưa ra yêu cầu sẽ được Kasumi vào cùng nhưng sau cùng thì Asuha đã từ chối vì muốn ở lại. Kasumi khi đi về thì bị Ichiza kéo lại vì cậu đã đưa ra yêu cầu giảm quy mô xuống chỉ còn các chuyến thuyền. Khiến cho Ichiza rất tức giận vì cậu Kasumi khi đi giám sát cùng Aoi thì bị đám thành viên kẹo hai người đang hẹn hò và nói sẽ mách cho Asuha. Ngay lập tức cậu bác bỏ và bảo họ đừng nói cho Asuha. Asuha khi ra ngoài mua đồ thì nhìn thấy Kasumi khi cô định chạy đến thì thấy cậu đang đi cùng Aoi thì rất ngạc nhiên. Khi xế chiều hai người đã gặp nhóm của mấy đội trưởng và oi chính là con của hai đội trưởng kia. Lúc này bà cô đi đến rồi đưa cho cậu lá thư bảo tối nay một mình đến gặp cô. Khi cậu rời đi thờ nhớ lại lời Hotaru nói rằng thế giới này là giả. Tối hôm đó Kasumi đã đến rồi sờ vào mã cót của Asuha khiến cô giật mình né ra xa. Khi cậu nói đi hẹn bí mật thì Asuha đã tò mò đuổi theo và cậu đã đoán được mà đợi cô ở ngoài. Bà cô lúc này đang xem lại camera lúc Hotaru nói ra ký hiệu với Kasumi. Khi đến nơi cậu đã uống một ngụm cà phê sai đó, bà cô hỏi cậu đã thấy được bao nhiêu ký hiệu mà Hotaru để lại. Đột nhiên lúc này đầu của cậu bắt đầu chóng đi. Bà cô nói cậu sẽ phải ngủ trong thế giới giả tạo này, rồi áp lại gần cậu. Khi Kasumi định hất ly cà phê vào bà cô thì bị một thứ gì đó đỡ lại. Bóng đèn đột nhiên dập tắt và Kasumi bị đánh chảy máu đầu. Cậu đã bị bà cô đá thẳng vào mặt và bị dẫm đạp. Nhưng điều bà cô không ngờ là Kasumi không đi một mình. Cánh của lúc này bị vỡ ra và Asuha đã bắn đống băng bà cô thấy Kasumi bị thương khiến coi rất tức giận mà định giết bà ta, nhưng kết liễu thì để cho anh trai lo, sau đó cậu đã ngất đi và Asuha đã thiêu cháy nơi này, Kasumi sau khi tỉnh dưỡng thì đã khỏe lại, cậu còn được em gái mớm cho ăn. Khi cậu với băng bịt mắt ra thì thấy mọi thứ với màu đỏ giống như là một thế giới giả vậy. Cậu sau đó đã đến chỗ của bà cô kia để tìm dữ liệu nhưng không thấy gì cả. Khi cậu đi tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một cánh cửa đá bí ẩn. Bên trong đầy những cuốn tài liệu bí mật khi đọc xong thì Kasumi đã dần biết được bí mật về thế giới này. Asuha bên này đã đến tìm Ichiza giúp đỡ chống lại lũ ân cao vì Kasumi đã đi khỏi. Trước khi rời đi cô nói Kasumi đã công nhận cậu là một anh hùng, cho dù Kanna không còn để bảo vệ nhưng cậu vẫn sẽ cứu lấy thế giới. Ở bên trong chỗ chỉ huy vì không có Kasumi chỉ huy nên mọi người đang rất cuống thì Ichiza đã xuất hiện, cậu đưa ra những chiến lược hợp lý để giải quyết vấn đề. Kasumi lúc này đang bắn lũ ân cao thì nhìn thấy thành viên của cậu đang đi với viên sĩ quan, ân cao lúc này xuất hiện vô cùng nhiều và một ân cao loại mới xuất hiện làm cho Asuha rất hứng thú. Khi viên sĩ quan và cô thành viên kia bị tấn công thì Ichiza đã đến và tiêu diệt nó. Khi cậu đinh lao ra chiến đấu thò sĩ quan kia ngăn cậu lại và bảo cậu hãy cùng rút lui vì quân đội không thể mất người mạnh nào nữa. Một chấm đỏ xuất hiện trên đầu sĩ quan và ông ta đã bị bắn tử giết. Nhìn qua là Ichiza đã biết người bắn chính là Kazumi. Cậu lao lên và yêu cầu Kazumi giải thích và hai người lao vào chiến nhau. Lúc này một ân cao như con trùng xuất hiện trước mặt Kazumi. Cậu nói đây không phải việc của cô và con ân cao đã rời đi. Asuha lúc này đang đau đầu chiến đấu với với con ân cao thì một con khác nữa cũng xuất hiện. Hai bên lao vào đánh nhau chờ đến khi cô sơ hở thì con ân cao đã chém đôi mã cót của cô ra. Kasumi bắt đầu nhìn thấy thế giới như bị nhiều sóng. Ichiza và Kasumi bên này vẫn đang đánh nhau. Vậy nên hai người bắt đầu lao vào đấm nhau. Kasumi đã bí ra sự thật rằng thế giới này là giả tạo. Con ân cao lúc nãy đã xuất hiện sau lưng của hai người. Kasumi đang hát lại bài hát của Kanna và khi cậu ngừng hát thì giọng hát của Kanna cũng cất lên. Ichiza không tin vào điều mình thấy cậu đã khóc rồi quay lại hỏi con ân cao là Kana sao. Con ân cao đã ôm lấy cậu và đã bóp vỡ mã cót của Ichiza. Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy Kana đang cười nói cùng cậu. Khi cậu bước ra nhìn thế giới thì đây như là một thành phố chết vậy. Ba người lúc này đang trên máy bay để rời khỏi vùng đất đó. Hime và Hotazu vẫn còn an toàn họ đang cố giải thích cho Asuha hiểu. Cô bắt đầu giải thích vụ việc rằng những đứa trẻ đã bị các ân cao nuôi dưỡng lớn khôn vào 30 năm trước khi đám ân cao tấn công. Đứng trước nguy cơ diệt vong nên con người đã cho trẻ em ngủ đông và những điều đó giống như kế hoạch của lũ ân cao chúng đã dội bom khiến cho con người phải lánh nạn ra biển để lại trẻ em đang ngủ đông lại sau khi đám trẻ thức dậy thì sẽ bị gắn mã cót và bị thay đổi ký ức lịch sử và nhìn con người thành ân cao khi con người cố gắng đánh chiếm lại đất liền thì bị chặn lại bởi những đứa con với sức mạnh siêu nhiên kỳ lạ chúng đã phá hủy những thiết bị không người lái của con người khi oi đến hỏi sẽ làm gì tiếp theo thì được biết sẽ tiêu diệt toàn bộ ân cao oi không muốn điều đó xảy ra vì dù gì họ đã nuôi cô lớn khôn nhưng chúng đã đe dọa đến an nguy trái đất nên cần phải loại bỏ lúc này những ân cao thật sự bắt đầu xuất hiện chúng bắn tia sáng về phái asuha và tấm lá chắn của tàu đã đỡ lại nhận thấy được thông báo những học viên đang khó hiểu về thế giới thì bắt đầu lo sợ tuy chỉ huy đã nói những học viên không cần tham chiến nhưng tình thế không ổn nên những người của đội anh hùng cũng tham gia kasumi bên này đang bắn thì bị một ân cao đánh lén khi cậu sắp gặp ông bà thì ichiza đã đến và coi như cậu đã trả món nợ tuy hai người là kỳ phùng địch thủ nhưng ichiza đã đưa tay kéo kasumi lên thấy hai người hợp tác với nhau nên kanna rất vui bên chỗ Asanagi và Aji lúc này đang ngắm nhìn khung cảnh chiến đấu. Hai người đã cùng nắm tay nhau và rất buồn vì không muốn chiến đấu với những đứa nhóc mà hai người xem như là con. Lúc này ngày càng xuất hiện nhiều ân cao hơn. Hà Nét định đi đón mấy đứa nhóc thì thuyền phó đã bảo cô nên cân nhắc tuổi tác và bị khẩu súng của cô dọa thành viên của đội anh hùng lúc này đang cật lực chống lại đám ân cao. Ở bên chỗ tổng bộ lúc này khi những sĩ quan đang lấy những đứa trẻ ngủ đông ra để chiến đấu thì Asanagi và Aji xuất hiện. Hanet bên này mối mục đích thực sự của Ân Cao không phải là xâm chiếm lãnh thổ mà là vì muốn biến những đứa trẻ trên thế giới thành sinh vật bậc cao, như chúng và chính xác hơn là thành quái vật. Tuy vậy nhưng ai vẫn không chấp nhận được điều này vì họ đã nuôi lớn cô và cô đã chạy đi. Lúc này khẩu pháo chắc chắn tiêu diệt Ân Cao đã được thiết lập. Kasumi và Asuha cũng đi theo để xem Hanet chiến đấu cô chỉ cần nhấn nút khởi động thì lập tức khẩu pháo bắn ra một chùm sáng và toàn bộ ân cao trên không đã bị tiêu diệt khi đang định bắn cú thứ hai thì những ân cao còn sống đã di chuyển bằng đường biển và tấn công xuyên qua lớp giáp bảo vệ khiến cho hanet bị thương nặng khi đang ở phòng y tế vì đã cảm nhận được tình cảm của mẹ nên asuha rất vui sau đó hai người tạm biệt hanet và rời đi ở trong buồng chỉ huy lúc này đang rất rối ren kasumi đã đưa ra một giải pháp nhưng phó chỉ huy đã không đồng ý vì chỉ nghe lệnh hanet thế là y như mẹ mình asuha đã đưa súng ra dọa Hime cố gắng củng cố lại tinh thần cho các học viên để lê lao lên chiến đấu. Sau khi nhận được điện thoại của Asuha thì các thành viên Tokyo cũng đã tập hợp đầy đủ để tham gia trận chiến. Cậu bảo họ tập hợp cùng hai trường khác còn cậu sẽ đi riêng. Khi hai người đến nơi thì thành viên của nhóm anh hùng đa tập hợp đầy đủ và họ đã lên đường tiến về phía tổng bộ. Ở trên tàu Kanna đã thổ lộ rằng rất thích Ichiza và khi biết cậu cũng thích mình thì hai người đã ôm nhau. Iji sau khi cảm ơn Asanagi thì đã rời đi và cả nhóm đã đến được tổng bộ. Tuy thấy Oi rất lạ nhưng cô nói không có gì. Họ đã chia nhau ra. Khi Hime và Hotasu đi giải cứu những đứa trẻ ngủ đông thì đã tới một căn hầm. Bên Phi ra lúc này cũng đã gặp được Asanagi anh ta nói rằng anh chính là con người và mãi mãi là con người. Ở dưới căn hầm có hàng ngàn đứa trẻ đang ngủ đông. Và lúc này một ân cao như là nữ hoàng xuất hiện. Và nhiều năm trước khi Ichiza lao lên đánh tay đôi với Asanagi. Khi Kasumi bắn đạn thì đã bị Asanagi dùng tay chụp lại. Anh đã để lộ ra hình dáng cánh tay ân cao của mình khiến hai người bất ngờ. Asuha lúc này đang đánh nhau với Aoi nhìn cô yếu ớt vậy thôi nhưng thực chất khi Hotazu chưa xuất hiện thì cô đã là cánh tay phải của Hime nên cô rất mạnh. Hime và Hotazu bên này đã xong kiếm hợp bít nhưng vẫn không tài nào đánh bại được con ân cao. Khi mọi người đang bất lực dưới sức mạnh của đối phương thì mắm Cana đang đi lạc và nhìn thấy cánh cổng. Cô đã liều mình chạy lên trên và hát lên bài hát. Tuy bài hát không búp sức mạnh cho mọi người nhưng nó lại là nguồn động lực lớn. Hime và Hotazu đã tiếp tục đứng dậy để chiến đấu. Asuha bên này sau khi nắm được sơ hở thì đã khóa cổ ngược lại oi khi oi ngất đi thì sức mạnh của mọi người cũng đã trở lại. Ichizaki được búp sức mạnh nên cậu đã giải phóng hết sức mạnh khiến Asanagi cũng cười lên. Hime bên này đã tung hết sức và với một nhát chém đã đâm xuyên qua con ân cao. Khi nhìn thấy mặt đồng hồ đã đưa cho Aizy thì cô mới biết ân cao đó là Aizy. Asana khi lúc này đã thông báo Aizy đã chết và bảo mấy người chạy đi vì không còn lâu nữa cánh cổng cùng với ngọn tháp này sẽ sụp đổ. Nói rồi anh tạo ra một vụ nổ lớn và biến mất. Khi cánh cổng đóng lại thì đám ân cao cũng bắt đầu biến mất kana bên này đang phải chạy đua với cây cầu thang may mà ichiza đã kịp đến kéo cô đi tất cả những đứa trẻ cũng đã được hime và Hotaru du cứu ra ngoài ở trong tòa tháp đang sụp đổ asanagi đã thấy aoi đang bất tỉnh đột nhiên dư ảnh của aizu xuất hiện cô bảo anh hãy chăm sóc cho aoi tuy muốn chết cùng người yêu nhưng vì con cái nên asanagi đã đồng ý sau tất cả mọi chuyện ichiza quyết định ở lại để củng cố tokyo còn hime cũng ở lại kanagawa kasumi vì muốn sống tự do nên đã từ biệt mẹ và rời đi vậy là mình tóm tắt tới đây là hết nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút like và đăng ký kênh nhé